Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay thì là em test cái con V7 nên cho anh khách đã đặt cái con V7 này. Thì anh này là anh ấy ở đâu đây? Anh này là ở Nam Định ạ. Vâng, Vũ Bản Nam Định. Vâng. Đấy nhá. Thì là bây giờ em sẽ test cái con này lên cho anh này. Thì đầu tiên anh nhìn thấy ở đây là em đang test cho anh là chức năng đường quang nhá. Để chuyển đường quang là anh ấn cho em nút input AR input ở dưới đây. Đấy, và chuyển nó sang cái đường vào có tên là digital nhá. Đấy, thì nó sẽ có tiếng. Đấy. Đấy. Thì đường quang cắm nhá, thì chắc là cũng không phải nói nhiều đúng không ạ? Thì cái đường quang thì từ TV Smart mình cắm vào cái cổng quang in ở đây. Đấy, quang in đây nhá. Nên nếu như anh muốn out tín hiệu xuống dưới âm ly thì anh sẽ out tín hiệu ra đường red out ở thứ hai từ trên xuống này nhá. Để đưa ra âm ly. Đấy. Để đường quang chạy ok này. Ok nhá, đường quang. Đấy, chạy ok này. Thì về cái đường CD này thì anh có bảo em hỏi em là cái con này CD chạy không, thì em có test thử cho anh thì CD vẫn chạy nhá. Tuy nhiên thì em cũng xin nói rõ luôn là con này thì là em không bao chạy CD đâu. Đấy, thì cái này thì em test thêm cho các anh thôi. Nếu nó chạy được thì nó cái tốt, còn nếu không thì thôi nhá. Đấy, còn các anh về chơi được CD nó bao giờ đi chơi. Đấy, sau này ví dụ như nó có không đọc nữa thì là mình ấy sau nhá, thì mình mang là các anh thợ anh dọn mắt cho nhá. Còn cái này em test ở đây thôi, nó chạy được cái tốt, còn kể cả nó về nó cũng không chạy luôn em cũng không quan tâm đâu nhá. Đấy, em nói rõ quan điểm luôn. Đấy, thì đĩa ở đây là anh thấy là đĩa tự ghi nhá. Đấy, thì em test ở đây là nó vẫn đang đọc này. Đấy. Đấy, nhà em test nốt được điện thoại này. Đấy, điện thoại thì mình sẽ cắm đường trên cùng đây. Nó có tên là đường Nai nhá. Đấy, đường Nai ở trước mặt đây này. Đây. Thì mình cũng chuyển nút này thôi. Mình cũng chuyển cái nút nút này nút là à, dính nút ở đây thôi. Chuyển nó sang đường vào có tên là đi này. Đấy. Cái con này thì nó nghe đúng chất mộc của cái cặp loa luôn này. Chất mộc của cặp loa luôn nhé. Đấy. Nên là
cái chất âm của nó căn chỉnh khá là tốt. Anh nghe được nhạc cụ cái thứ nó ra. Con này nó đánh stereo nghe hay thật đấy. Đấy nhá, thì là cái con OnQV7 chạy ok nhá. Ở đây ngoại hình con đúng như đúng con hôm qua luôn nhá. Không lại em quay lại một tí cái con này không bàn giao lại nó cẩn thận một tí đấy nhá. Con này thì series của nó là 3374D 3374D nhá. Đường quang cắm ở đây nhá. Thế thì cái này đang lý ra nó có một cái chụp này, vì người ta chưa dùng đến là chụp vào đây, nhưng mà em thử cho anh xong em chắc em cũng bỏ ra luôn, vì đằng nào anh về anh cũng sẽ cắm đúng không ạ. Thì để như thế này để đánh dấu luôn là đây là đường in để anh biết luôn cho nó dễ nhá. Ok nhá. Vâng đấy. Onkyo FR1V7 ok nhá anh nhá. Vâng, đĩa bỏ ra chưa nhá. Ok, em xin kết thúc video ở đây.